Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình C++ căn bản. Và trong ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phần tiếp theo của overloading, đó là cái phần trồng toán tử. Và ở trong cái ngôn ngữ lập trình chúng ta đang học này thì chúng ta có thể nạp trồng hầu hết các toán tử bằng cách là định nghĩa lại cái chức năng của nó sao cho phù hợp với cái mục đích sử dụng của ta. Và như vậy thì đây cũng coi là cái loại mà người dùng có thể tự định nghĩa. Ok. Và toán tử nạp trồng là một cái hàm có kiểu trả về đi với cái keyword operator, sau đó là cái ký hiệu của cái toán tử mà chúng ta muốn định nghĩa lại. Ví dụ ta sẽ sử dụng cái toán tử cộng để tiến hành cộng hai phân số, là ta sẽ nạp chồng cái toán tử dấu cộng này. Và hầu hết các toán tử nạp chồng có thể là một cái hàm thành phần hoặc không là hàm thành phần của một cái class nào đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy ví dụ minh họa để viết chương trình cộng hai cái phân số, và bạn đọc sẽ có nhiệm vụ là tự viết cái chương trình nhân chia trừ hai cái phân số sử dụng cái trồng toán tử. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành như sau. Sử dụng project chọn file new. Ok, console, cái này gọi là phân số đi, chọn nơi lưu. Ok, trong đây thì nó đã có sẵn cái hàm main và chọn thẻ classes, bọn chọn new class. Ở đây thì là phân số. Create constructor và destructor. Create. Rồi, giờ trong cái thẻ project chúng ta có 3 file. Giờ chúng ta sẽ tiến hành viết thông tin mẫu và tử. Ok, phân số thì thường là chỉ như thế thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái hàm void tiến hành, không phải cộng, nhầm tính quá. Tiếp theo là chúng ta cũng có cái hàm void, đó là xuất, có nhập thì phải có xuất. Và sau đó thì chúng ta có một cái toán tử kiểu đối tượng. Ok, phân số kiểu trả về này, operator cộng, trong này là và tham chiếu. Bây giờ ta sẽ tiến hành lưu. Ok, enter cho nó nhanh. Rồi bây giờ nó sẽ báo lỗi cho chúng ta. Ok, chúng ta chưa chạy chương trình, nó chưa báo lỗi. Đây, chúng ta đã định nghĩa xong cái class của chúng ta, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lần lượt để định nghĩa từng thằng. Bây giờ thì chúng ta giả sử là để nó đúng ấy, thì cứ mặt khởi tạo ra thì mẫu bằng 1. Sau đó thì cái hàm void phân số 2.2. Nhập. Chúng ta sẽ cout ra. Ok. Đây là nhập tử mẫu, cái này là khác không. Sau đó chúng ta sẽ cin tử. Chúng ta sẽ do giao ra là nhập mẫu đi, xin mẫu du quay, cái này là khác mẫu. Ok, chỗ này thì chỉ cần nhập từ thôi. Được rồi, bây giờ đến hàm xuất phân số 2.2. Xuất chúng ta sẽ cout ra. Thôi, xuất mỗi tử với mẫu ra cho nhanh. Tử dấu cách sửa, và sau này là mẫu. Ok, end line. Bây giờ đến cái hàm trồng toán tử của chúng ta, nó có kiểu là phân số. Ok, 2.2. OP ra to. Cái này là phân số. Số và V1 đi. Chỗ này chúng ta cũng tạo ra một cái phân số P. Phân số P đi. Thì P chấm tử.
sẽ bằng this cho đến từ ô nhân với p1 chấm mẫu chỗ này cộng thêm cái dít cho đến mẫu nhân với p1 chấm từ. Tiếp theo là đến phần mẫu p chấm mẫu thì sẽ bằng dít cho đến mẫu nhân với p1 cho đến ăn nhập chấm mẫu. Okay. Sau đó thì đừng quên đó là return cái p. P này chính là cái phân số viết tắt. Coi nào. Chúng ta kéo ở đây đó là input iostream cộng với using name space std. Bây giờ đến hàm main của chúng ta. Hàm main thì trong này để đảm bảo là sử dụng được cái class của chúng ta thì chúng ta sẽ phải include đây là phân số dot it. Ok, cái này lại using name space std. Trong này thì chúng ta sẽ có ba cái phân số, phân số anh nhầm, phân số mà P1 này, P2 này, và P đi. P1 chấm nhập, sau đó là P2 chấm nhập. Sau đó thì chúng ta sẽ cout ra phân số thứ nhất P1 chấm xuất. Copy lại cái này cho nhanh. Phân số thứ 2 này là P2 và kết lại cái nữa phân số tổng đây là P. Chỗ này là P thì bằng P1 cộng với P2. Nhìn rất là đẹp. Ok, giống như cộng hai số bình thường. Chỗ này để đảm bảo cho nó rõ ràng thì chúng ta sẽ cái này đi. Ctrl C. Paste. Paste. 2. Bây giờ chúng ta chạy chương trình. Phân số thứ nhất nhập từ 2 mẫu 3. Phân số thứ hai nhập từ là 8. Nhập mẫu bây giờ mình sử nhập bằng 0. Ok. Đây, nó bắt chúng ta nhập lại. Không còn nữa, lại nhập lại. 11. Đây, cái kết quả của chúng ta như thế này. Tức là phân số đầu tiên của chúng ta đó là 2/3, phân số thứ hai là 8/11. Và sau khi chúng ta tiến hành cộng hai phần số lại với nhau thì là 2 nhân 11 cộng với 8 nhân 3 cộng lại thành tử. Sau đó thì 3 nhân với 11 là 33 thành mẫu. Đây là cái quy tắc mà quy đồng mẫu và cộng thôi. Ok, không có gì lạ cả. Và trong chương trình này đơn giản là mình chỉ tiến hành cộng bình thường chứ mình chưa có rút gọn. Ok, thì nếu cần thiết thì trong cái bài tiếp theo mình sẽ viết thêm cái hàm rút gọn vào cái mục đích chính của mình đó là để cho các bạn thấy là cái việc sử dụng trồng toán tử này rất là hay. Bởi vì sau khi chúng ta trồng toán tử đây, sau khi chúng ta trồng toán tử này thì trong cái này thì hoặc là có một đối số hoặc là không có đối số. Nếu có đối số thì phải có dấu và để tham chiếu. Ok, nếu không thì sẽ báo lỗi. Và khi mà chúng ta thực hiện việc định nghĩa ra cái việc trồng toán tử ấy thì chúng ta có thể thực hiện hai cái phân số một cách bình thường như thế này mà không cần phải thông qua bất kỳ một hàm nào. Ok, chúng ta cộng như bình thường
Nếu như các bạn không trồng quan tử thì làm thế này chắc chắn là sẽ báo lỗi và đỏ ròm ra, nó sẽ bị sai. Ok, và cái chương trình của mình đến đây kết thúc rồi. Chúc các bạn học tốt. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.